bánh mì gì. Bữa hôm tôi thấy không ăn bún rồi tôi mua chén gầu là khác, mấy ông ăn bắp cũng ăn quá. Bà chính nè. Mẹ bữa nay mới có 5 người hả, giờ ông hai sườn. Với giờ ông sao đỡm. Ở đây làm sớm ha. Bữa nay mình cắt lên là lần là đợt 3 nữa, là đợt 4 ha mọi người. Trồng đảo mới gom lại. Cái này nó đè xuống quá lúc dữ rồi. Bữa nay ba cái mà cỏ ngoài giờ tôi mần liên tiếp 5-7 bữa tôi mần liên tiếp luôn mà giờ tôi muốn khóc luôn rồi. Giờ cái tôi gắng mần cái dòng ăn so rồi giờ còn cái dòng ngoại lụ và cái xạ đen. Xạ đen thì nó rồi, anh này mới đi qua giá rồi hôm qua mượn được anh rồi, anh Cường có qua không? Đi đâu? Đi đâu kia không? Nè, bắp nè ăn đi. Đón lần thứ tư rồi nha mọi người. Chúc mình ăn đón xà đen luôn. Xà đen. Đó. Xà đen, xà đỏ, xà vàng, xà trắng, xà gì cũng có xà. Đổ ít thôi, đừng đổ hết cái nó chảy hết trơn. Xà đen, xà trắng, xà vàng. Ăn so rồi cây mà cần sen luôn nha mọi người. Mình trồng cần sen nữa mọi người. Đó. Trồng đủ thứ trơn rồi mọi lũ. Rồi xà đen. Rồi ăn so. Uống nước. Ăn xôi. Ăn xôi ăn bắp đi mấy ông ơi. Chết mẹ không có hả? Không có gì hả? Có cưa có búa gì hả? Có dao không? Coi cái nào ít ít để thí vô luôn. Tại vì ba cái mà cái ấy mới để nha. Ba cái mà cái gì dính chống cái việc bỏ à? Không phải cái gì quên rồi. Cái mà đậu ma, đậu ma xài được. Đậu ma đậu gì cũng bỏ vô chứ đậu ma ở đây nó không có cái gì mà nó ngoại vị thuốc chứ á. Ba cái gì hả? Để tôi mời mốt này tôi đi mua cái bình xịt tôi làm ơn nó mới được chứ. Không, cỏ trong ba cái cỏ mà cỏ quấn cổ đó, cỏ coi như dây. Ai trồng? Đến trồng gì? Để tôi vô tôi lấy nước mới được. Thôi nay đem thùng qua mà. À, không lẽ bây giờ lấy thùng mình vô tổng đổ vô ha. Lấy thùng đổ nước vô chứ đâu có chai đâu. Tôi vô sẵn hết trơn rồi, tôi là sẵn hết trơn mà tôi bỏ nhà cái tự nhiên tôi chạy tôi giọt cái rồi. Mua mẹ đó, mua gì? Trời ơi, mình nước mình cũng nước suối nè. Vô trống bưng cái thùng ra luôn.
Ờ mới vô trong bưng cái thùng ra. Rồi vậy thôi tôi vô bưng cái thùng ra. Rồi sao? Nhiều. 4 ngày mà sao 1,7 triệu? Hai chồng hả? Đó đó. Ngày ngồi nhiêu? Mình tiếp có là tiền mình thôi chứ còn để trả đất nó đúng là sao lên liền vậy đó. À cua bả kia cũng tốt hơn một. Không phải Dương, bây giờ để này năm mấy rồi bị dịch rồi bỏ nè, nó vậy chứ còn nó lên bữa không cũng vậy đó, rồi ngày nó đèo lại nè. Đó, thấy bà mấy pha không? Hết ngày mới lớn bà đèo. Nó lớn vậy rồi cái tóc kia bò lên động nó mà. Bà pha còn sống không anh Bảy? Hả? Bà pha còn sống không? Bảy pha hả? Ừ. Chết rồi, bà đi rồi. Chết mấy năm rồi. Bà bên đó còn ốc cài đâu cái gì? Ốc cài còn. Ừ. Mà cái còn con trai mặn trái nó bị mà 2, 4, 6, 7 người. Cái mẹ tính rồi, rồi vậy là còn người nữa ta, còn ông ấy nữa ta. Bao nhiêu nữa? Ông Tư Be có tiếp không Nốt? Chết mẹ bên nay sao kỳ ta. Rồi đó bà con sao ông? Hả? Bà con sao? Bạn gì với vợ tôi? Biết rồi mà tôi hỏi á. Rồi có bà con với ông... Dương Văn, Dương Hai bỏ này vô giùm tôi không lại sót. Cuối năm gì ông? Đang sao à? Sót. Bỏ vô hả? Bỏ vô đi. Cái đó sót chứ không phải là cây trời ấy. Khô bỏ luôn. Cái không sao đâu. Khô. Thì ông cũng khô vậy chứ không để vô. Cái mày mình mấy tới. Mấy cây ngày đó tôi để lót á. Cây đó cây bố rồi. Lót ngang như lòng mình bó. Cây bố rồi lấy gì. Ờ cái cây nào lạ đừng bó nha. Bố đồng tiền đó. Cây không tiền đó, nó chỉ thuốc đó. Rồi ngoài thuốc cái này lạ. Ở đây. Nó bùng lót. Bỏ đó đi ngoài. Cây bồ ngót lấy vô luôn đi. Bồ ngót sao? Cây bên đây nè. Này đây hả? Ngót hay là cây nổ tiền? Nổ đồng tiền mà. Nổ đồng tiền không bồ ngót ở đây có giữ. Có tôi trồng mà. Trồng mà. Có trồng không? Có. Có trồng bên đó. Có mấy cây hà mà tuốt ngoài rồi. Cây okay, đi kìa. Cái này nổ đồng tiền bồ ngót kìa. Nổ đồng tiền nó có gì thuốc đó. Bữa nào trời mưa cái nhổ ra ngoài trồng. Bồ ngót hả? Ừ, ra ngoài trồng nặng nữa mình ra đủ sức thôi. Anh em vợ ngày yếu nữa rồi vợ. Mấy ông làm tới cái cây đó đi. Rồi chừng nào làm trống qua chân tới chừng nào giác rồi hết chân trống để ngồi nắng rồi che bóng mát rồi nắng cho mà còn nghĩ tôi đốn rồi. Cây đó cây gì ta? Sao? Tự nó mọc á. Còn điều coi cho anh bữa hổm đốn mà lặn tiệt hết trơn mà anh sót. Mà giờ nó sót hồi đời nào đâu mà anh lên vậy đó. Dùng nghĩ rồi cái cây tràm ông vàng mà anh lên tới vậy đó. Dựng tin chứ tôi trong đất đâu có cây nào. Tôi trồng cái này đâu có. Không có luôn mà tôi đốn hoài luôn không có. Nhưng mà giờ nó mới mọc mà hồi chim mẹ nó bữa nhà thư về đâu có trồng đâu nó cũng lên vô cây chỗ mẹ. Nó bay. Cái hột đó gió chốt nó bay. Nè, cái hột này là chốt nó bay đi. Anh thấy trên núi không ở trong núi Cô Tô đó hen, mà trong chỗ trồng bánh với trong chỗ lò gạch đó hen mà ba cái cây mà chim thất á nó bay nó mọc ở trong mấy công mà anh ăn rồi hang nó mát rồi ăn rồi cứ là cái bằng làm cử luôn. Tàu bay gì đó ông ơi. Không cái đó mà không biết. Tàu bay không đó. Kêu trên núi là kêu tàu bay á là nó bay gió đâu bay tới đâu lên tới đó. Bỗng bay nó còn nó bay lâu là lên đó. Ăn đi ông lận. Ê. Có găng cạp không nổi hả? Không có cạp đâu. Rồi mình đốn đợt này nữa là còn 5 đợt nữa hết rồi mọi người ơi. Anh Đốc ơi. Anh đốn vô chút rồi cái bao lại nè. Qua đây anh Đốc ơi. Đây nè. Qua đây cho đứt cái cục này rồi giáp mí rồi. Cái rồi đốn xạ đen đi anh. Đừng đốn ấy nữa. Kiếm mới xạ đen coi hôm nay lỗ rồi. Cái công xạ đen nó 10 mấy triệu mà không có lấy được cây nào chứ. Tặng khỏi vô xa. Vô khỏi cây này đặng đã ngồi bóng mát thôi. Vậy đó cái này cục ngoài bó đâu hả? Đâu có hai cũng hai mấy bó chứ cục ngoài sao được. Rồi, được hai mấy. Không được tợn nãy giờ tao 4 bó. Đúng hai mấy à, hai bó là tùy gì hết rồi mấy bó
Trời ơi, mau lắm, mới thầy mà anh mới vừa mới thầy không mà. Mới có bò không bó gì? Bốn bó rồi. Không có nằm sáu bó, tôi bỏ vô anh có bốn bó, đừng nằm sáu bó. Bốn. Bốn mà cục ngắn. Giáp đau hết rồi. Ở đó chưa chân đúng chi hả? Không để cho nó mát. Ngất giáp đâu hết rồi. Ủa ông Tư Bè ông nói hôm qua sao hôm qua ta? Vậy ông Tư Bè à? Ủa quên ông Tư Phùng. Ờ nó lộn hoài, Bè với Phùng là Phùng Bè đó. Hả? Ai chết? Câu hỏi giờ đó đi lòi lúa, ta đi lòi lúa ngày có dạ mà mình nên tôi lòi ngày hai dạ. Chơi gì cũng chơi hơn ta không hả? Rồi đó ngoài nô quý vị ông nghe cái ông đấy, nếu mà mày dắt cho gì sáu rồi đó, dắt sớm thì trở lại chiến nữa không đủ. Còn hai chiến không kịp, còn một chiến thì nó quá thừa. Thế cuối cùng có biết làm sao không? Tôi mượn thêm chiếc ghe nữa. Thế tôi vòng theo. Mấy ông sáng mấy ông đâu có bó đâu. Tôi xuống tôi bó, mấy ông tới mấy ông bó là tôi được nửa ghe. Cái ông mấy ông bó được nửa ghe là tôi đậy ghe. Tôi nhảy lên tôi ăn cơm. Cái tôi bó được nửa ghe nữa là mấy ông đậy ghe, cái mấy ông tiếp tôi ngự bó. Là vậy tôi được hai dạ, hai ghe. Vậy là cảm ơn anh nha. Điện mà có đi mặn không? Ừ, anh bữa hôm thì ngày nữa hoài. Rồi bắt đầu. Mọi người ơi, bữa nay đốn nữa là ba lần rồi, mình đốn mình cho khắp Bắc Nam nha. Ai xem clip này là phải đăng ký nha, là xin. Mình giờ mình đang chở. Chở mọi người ơi, chở, còn ai đốn thì đốn, ai giác thì giác. Mình thì chở. Ôi, chào đoàn kết. Nó học lớp 3 tuần đi ra ngoài tôi chở xe nó gì hoài chứ. Ơi, bắt đầu. Ông Trung dưới đó. Rồi chống lỏng đã em chứ. Về tới đâu? Con về tới nhà. Rồi bắt đầu bữa nay mình đốn lần thứ tư rồi lần thứ năm luôn. Đốn 5 lần rồi còn dừng 5 lần nữa hết rồi mọi người ơi. Xanh gì đó. Thằng kia cũng có mới nào xanh ra có ký luôn chín đó. Ủa bà xe xanh non luôn. Trời non gì ký luôn chín. Nó một lượt chứ thằng đó. Nó xe xích thằng đó. Rồi nó bốn mấy ký đó. Đủ một hai thằng có tỷ không đó. Rồi. Thằng đó còn cha mẹ nó còn ở Bình Dương á. Dạ.